không phải kết hợp cả cho ăn cho biết mà, để nó giữ được quả. Bây giờ cho ăn được rồi. Chứ còn mẹ thì cảm giác là nhìn thế này là nó rất là sai, nhất Mà là với để khí cho hậu nó to thì nó bệnh vào ngay. thế cơ. Nó nhỏ này thì mẹ nó cô lôi nó đến thế đến đâu cơ. Ô thằng 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 kia nó bán được đắt mà, đéo cần có quả như này, hôm toàn 2,5 triệu 3 triệu, em toàn bán cho người chơi Bán cho người bán cho mà chúng đéo có ta tám bán được chứ. một hai cây Ừ nhỉ, thì làm gì đúng rồi đấy, khôn đấy. không Ừ bán một năm một hai cây thì đấy. ông với toàn khách săn khách 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 bốn bảy bốn chỗ ông vào thì làm sao mà bán Ừ đúng rồi đấy. bán được 2-3 triệu. Bên cây này ra hết nhưng mà nó chưa ra được. Ừ, mẹ lên cái cam này đẹp thật. Cái điện thoại của đây. Mẹ làm một năm mà làm khoảng tầm tầm 100 200 cái sung này là đỡ phải quất. Nên thằng này thọt thế này thì Tết nhất mất ăn rồi. Đấy, cây nào cũng phải đều đều như này này. Người ta hỏi lấy 20 30 chậu thì có hay không? Đây có mới 2 3 chậu thì Thế bán thì gì? là nghĩa là cũng hôm nay cũng là bay bay rồi đấy, Ừ. không hiểu tao là tao găng Tao gì? vẫn ở lại Mẹ chắc chắc. bỏ lại không nữa là cũng đi. Mẹ ghê Mấy thật. thằng ở Hà Nội nó thích lắm, về sau là nó lấy cái cây ở cái góc cây 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 Hà cây Nội cây nó cũng về đây á? Hay may là thì bán nó qua về mạng? Ôi giời kinh thế nhỉ. Thế mày mày tìm cái đơn vị vận chuyển nào mà có 40.000 lên trên Bắc Linh hả mày? Bắc Linh nha. Đóng. Xe khách ấy. Gửi xe khách nó lấy 40.000. Làm chục À, thế là mày lại phải phi ra ngoài kia mày gửi. ra Tân Tiến nhưng sao mà quá Thôi à? không phải là thâm rồi. Ừ. Sai nhỉ? Con này như con này sai. Nhưng thằng này mọ phết đấy. Mình mẹ khách của mình toàn thu tiền xe ôm. Đéo có thời gian mà gửi. Này. Thế thì thằng này cứ bảo nó gửi phát là nó lại thu được của mình 100.000. Tiền xe ôm. Bán hàng phải thu cả các loại tiền, tại vì bây giờ tao có đi được đéo đâu, lại thuê anh em chúng nó làm, thuê anh em chúng nó đi. Đây phi ra đường 5, 6 cây lại trăm, trăm rưỡi, trăm Chúng rưỡi. đang ra gì ấy, đi lên đường 5 à? Ra nhà hoa sáng, cổng sư phạm nó gửi cho. Gửi thì là những cái người người ta lại lấy 50. Ai lấy 50 một cây, nó lấy 20 một cây chứ, 20 thôi á? Tao Năm đều gửi nhà nó à? một đơn là 50 cơ mà. Có một đơn 20. Một đơn có 20 thôi à? Tức là cây mày nhà xe nó lấy bao nhiêu thì nó sẽ đưa cho mày, còn đâu là nó lấy mỗi cây 20. Tức là cái người gửi người ta lấy công gửi ấy. Lấy công gửi ấy. Còn nếu không là mày phải ngồi đấy mày chờ. Mà ai chỗ nào lấy mày 50. 50 cái ông ở chỗ chỗ gì bô thời kìa. Bô thời á? Ừ. Mẹ em điên rồi. Chỗ ông bô thời, ông râu dài dài, ông tóc bạc. Điên mà phải bô thời thì xa. Mẹ xuống tận bô thời Cây luôn. bọn ở đường 5 nha, nó chỉ 10.000 một chợ một một đơn. Bọn tận đường 5 á? Ừ đấy Bọn hay anh này. Huy ấy. Đấy đi. Chỗ ngã tư phố lối, chỗ này 10.000 nó cũng gửi. Có điều con hoa sáng này thì cho nó ở đây thì nó lấy bao nhiêu thì mình đưa. Nó lấy 20.000 một đơn à? Mình kiểu là cũng lâu rồi, cũng bao nhiêu năm rồi, mẹ 5 năm rồi mà nó vẫn lấy 50.000. Cụ tổ này. Đấy các cái quán nước ấy, người ta làm cả dịch vụ gọi là gửi gửi hàng lên xe để cho cái người gửi người ta đỡ phải chờ. Này. Ôi dồi ôi. Mà cái giống sung này, giống sung siêu quả đây này. Ô tổ. Mỗi tội là cống rãnh thối. Này. Chăm chỉ mà làm. À. Ui rồi dâu này, dâu ria tùm lum. Nhưng mà mỗi tội cái thế của nó lung tung lắm. Thế của nó đéo ra đâu vào đâu. Tao cho chìm đấy thôi. Để cho nó không nổi củ ở gốc lên thì nó chìm cây chìm cây. Mẹ nó cứ loằng ngoằng loằng ngoằng đây, còn cây này cực kỳ sai. Dâu ria tùm lum. Chìm gốc thì nó nhìn nó không nổi bẹ. Nó cái mặt đất nó bằng cái mặt chậu thì nó nhìn nó cây nó lỗi. Nhưng mà đúng cái loại này nó cứ ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo, nhìn trông chán lắm đúng không? Nó phải mẹ nó phải cốt cách cho đây, cứ ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo trống cả mặt. Cũng biết cốt cách à. Ờ thì nhìn cái loại này có ra cái gì đâu, nó phải bẹ như con kia kìa, nhìn phát biết ngay. Như con này này Đây, mình quay con này.
Rồi.